Hello, my name is Teacher Francis, and today I would like to talk to you about Ellie. Ellie's confidence is growing in herself and also her capabilities in the English language. When she answers now, she will not be as shy and quiet as in the beginning. Her knowledge of the topics and the construction sentences have definitely improved. On top of that, her pronunciation is getting better. I'm very satisfied with her progress so far. Xin chào anh chị, em là Diễm Quỳnh và đây là cô France. Hôm nay em với cô sẽ quay video nhận xét về quá trình ngữ giao nhiên nhà mình học tại trung tâm ngữ AMA DANANG trong khóa học vừa rồi. Thì cô có lời nhận xét tới Ellie là sau khóa học thì Ellie đã cải thiện rất là tốt, với tự tin hơn và có thể trả lời cô một cách hoàn chỉnh hơn. So với lúc ban đầu thì bé có hơi rụt rè và trả lời khá là nhỏ. Thì bây giờ bé đã biết được rất là tốt những cái topic mà cô dạy ở lớp, những cái cấu trúc câu mà bé đã học thì bé cải thiện qua mỗi ngày. Và ngoài ra thì cái đặc biệt là phát âm của bé thì đây đã rất là hoàn chỉnh, rất là tốt so với ban đầu. Thì cô rất là tự hào về cái quá trình học tập của Giao Nhi nhà mình. Em xin chào, cảm ơn anh chị ạ.